Ok các bạn, đây là một cái camera hành trình, một cái camera hành động của hãng Spectcam. Tên của nó là SC4. Vâng, SC4 là nối tiếp theo SC1, SC2, SC3 và bây giờ là SC4. Có khả năng quay đến 5K Ultra HD. Vâng, và ngay bây giờ tôi sẽ unbox mở hộp cho bạn xem. Vâng, đây là cận cảnh cái hộp của nó đây, của hãng Spectcam, tên là SC4 các bạn ha. Đó, được thiết kế cái hộp gần giống như là những cái hộp của GoPro ngày xưa. GoPro 4, GoPro 5, Sixson, GoPro 6 rồi. Đó, cái hộp nhìn khá là hoành tráng các bạn. Đó, phiếu bảo hành đàng hoàng. Wow, bảo hành tới 15 tháng rồi các bạn ơi. Không thể tin được. Vâng, đây là địa chỉ đây. Đó, có hóa đơn chứng từ bán hàng đàng hoàng đấy các bạn. 2.850.000. Đó, làm ăn nghiêm túc. Và hiện tại đang tặng thẻ nhớ đó cho những khách hàng đặt mua trong thời gian đang khuyến mãi các bạn. Thẻ nhớ xịn các bạn ha. Scandit. Đó, và đây là cái hộp chống nước này các bạn. Vâng, nhìn thì nó hơi cổ điển nè, giống như những cái máy ngày xưa. Tại vì con này bản thân nó là nó không có chống nước nha các bạn. Đó, cho nên phải, nếu mà các bạn đi mưa hoặc nhúng xuống nước ấy, thì phải dùng cái hộp này. Đó, nó hơi phiền toái một chút, nhưng mà nó lại an toàn. Đó, cận cảnh nghe nó đây. Rất là nhẹ các bạn. Không hiểu là chất liệu như thế nào, nhưng mà cầm rất là nhẹ nhàng. Đó, có cả cổng HDMI nữa. Quá kỳ khủng. Đó, để xuất lên TV ấy. Đó, khi mà mình đi chơi về, mình về khách sạn là mình chiếu mình xem luôn. Vâng, bóc tem nữa các bạn. Đó, bóc tem. Đã chưa? Đó, màn hình cảm ứng sau là 2 inch. Còn màn hình trước là hình như là 1,2 inch thì phải. Đằng trước thì nó không có cảm ứng. Đó, nhưng mà nó có hình ảnh luôn nha. Đó, hai màn hình trước sau luôn. Nhìn thì cũng khá là ổn áp. Đó, đây là cái khoang chứa pin đây. Wow. Đó, khoang chứa pin. Đó, mình có hai pin nha các bạn. Đó, hai pin và đốc sạc luôn. Đó, đốc sạc này. Đó, các bạn dùng nguồn 2A để sạc cho nó. Đó, có thể gắm cổng micro USB. Đó. Hoặc là bên phải đây thì có cái cổng cổ điển hơn là cổng micro USB. Đều có tặng cáp kèm theo hết. Vâng, pin là dung lượng 1350. Đó, pin giống như của GoPro SD-cam ngày xưa ha. Đó, kết nối của nó là như thế này. Mình có thể ghim hai cục pin vào để sạc cùng một lúc luôn. Các bạn lưu ý sạc cùng một lúc nha, chứ không phải sạc tuần tự. Đó, khi sạc thì cái đèn trạng thái nó báo là màu đỏ. Màu đỏ. Đó, và khi mà mình sạc đầy á, thì nó báo màu xanh. Đó, màu xanh là đã sạc đầy. Đó, đây là cái nút nguồn này. Mình bấm giữ nó 2 giây thì nó khởi động máy lên. Vâng, nó đang báo là chưa có lắp thẻ nhớ vào các bạn. Đó, đây là hộp phụ kiện đây. Bên dưới đây là những cái hộp phụ kiện với rất nhiều thứ ở trong này. Đó, đó, có cả một cái điểm nhấn là một cái micro không dây nữa. Khá là ổn áp, khá đẹp ha. Cái micro này chắc cũng phải 200-300 ngàn rồi đó. Đó, mic không dây nha. Đó, quá là lý thú luôn. Tôi khá bất ngờ với lại cái này. Đó, mình có cổng Type-C bên dưới. Và khi cắm sạc thì nó là màu đỏ. Và khi sạc đầy thì nó tắt đèn. Đó, micro nhìn rất là tiện ích luôn. Các anh em nào đều làm vlog thì không thể thiếu. Vâng, đây là tất cả những phụ kiện bên trong này. Đó, một cái thân máy chính, đốc sạc đôi. Đó, và hai pin, cáp sạc, micro. Đó, micro không dây. Đó, và những thứ đều bắt lên nón bảo hiểm, lên ghi đông xe máy, hộp chống nước, rồi dây đeo tay. Đó, và những cái keo 3M đồ, rồi khăn lau len. Nói chung là quá đầy đủ. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Đó, tiếng Anh và tiếng Trung các bạn. Đó, các bạn nào chưa biết cách dùng thì nên coi lướt qua ha, những cái hướng dẫn căn bản sử dụng của nó rất là chi tiết và rõ ràng.
đó, phụ kiện bao nhiêu thứ này đó, và bên phải là cái app, cái QR để tải app về. Vâng, vậy là nãy giờ các bạn đã xem tôi mở hộp và xem bên trong hộp có tất cả những cái món gì rồi các bạn ha. Vâng, với một cái tầm giá là 2.850.000 thì các bạn sở hữu được một cái camera SC4 như thế này và một đống phụ kiện kèm theo ở đó. Đó, và đặc biệt là có thêm một cái micro không dây này, rất là đáng giá luôn. Vâng, trong cái nhóm phụ kiện đó thì nhiều bạn nghĩ rằng nó không cần thiết, nhưng mà nếu như các bạn mua những cái sản phẩm mà cao cấp á, thì rất là đắt tiền nha. Đó, rất là đắt tiền luôn, phải vài trăm ngàn chứ không đâu. Cho nên là mình trừ cái micro này ra, trừ cái những cái nhóm phụ kiện đó ra, thì cái camera này giá nó chỉ đâu đó khoảng độ 2 triệu đồng. Vâng, đây tôi có để lên cái kẹp này. Đó, cái kẹp này nhiều bạn hỏi này. Đó, cái kẹp chỉ có 50 ngàn thôi. Đó, để mà mình kẹp nó vào trong cổ áo đây này. Đó, mình chạy xe đi chậm chậm á. Đó. Nói về cái camera này, sau khi tôi trải nghiệm được một tuần, đó, thì tôi chia sẻ các bạn như sau. Nếu như mà các bạn đã từng chơi GoPro hay đã từng nghe nói tới GoPro, tới Action Cam, tới ACE Insta 360, đó, thì các bạn chắc chắn rằng là sẽ so sánh với những ba cái dòng sản phẩm cao cấp đó, thì con này không phải là đối tượng của các bạn rồi. Con này là một con giá rẻ các bạn. Đó, 2.850.000 với rất nhiều phụ kiện, thì chỉ dành cho những người mới chơi thôi nha. Đó, chỉ dành cho những người mới chơi thôi, hoặc là nhằm vào một mục đích gì đó. Ví dụ như tôi cũng đã xài nhiều con danh tiếng rồi, nhưng tôi vẫn thích con này. Là sao? Là con này mình có thể sử dụng nó để làm một cái camera phụ hoặc là một cái camera hành trình. Chất lượng của nó thì nói thẳng luôn là nó chỉ ở trong cái tầm giá trên 2 triệu thôi, cho nên các bạn không thể đòi hỏi chất lượng cao được. Nhưng bù lại, cái khả năng quay của nó, vì cái chất lượng của nó không cao, cho nên các bạn có thể quay được, gắn một thẻ nhớ 64 hoặc 128 vào, thì các bạn quay được cái video rất là dài luôn. Do nó nén nhỏ lại đó, chất lượng nó kém á, cho nên các bạn có thể dùng nó làm một cái camera hành trình rất là hay. Đó, như xe tôi có gắn một cái camera hành trình thì giá của nó rơi vào đâu đó khoảng, bây giờ tệ lắm nó phải 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu. Còn những cái loại xịn sò thì phải lên tới 8-9 triệu đồng. Đó, thì các bạn thích camera hành trình thì đây. Thì để nói về camera hành trình hay camera hành động thì nhiều người nhầm lẫn giữa hai cái đó. Thì con này, xin thưa các bạn, con này là thuộc dạng cái thể loại là camera hành động. Tức là các bạn thấy nó nhỏ gọn không? Đó, để làm gì? Để gắn lên nón, gắn lên cằm, gắn lên ngực, gắn lên người, gắn lên xe. Đó, để quay những cảnh hành động, chơi những cái môn thể thao hành động, bơi lặn dưới nước hay là nhảy dù, ván trượt rồi, ba tin, xe đạp, vân vân. Thì cái đó gọi là những cái môn thể thao hành động mà ở Việt Nam mình chưa có nhiều. Cho nên nhiều người không có khái niệm về những môn thể thao hành động. Những cái môn đó không thể nào mình vác cái máy camera to này đi mình quay à, hoặc là cầm cái điện thoại iPhone đi mà quay được, nó sẽ rơi rớt các bạn ạ. Vâng, sorry các bạn ở phía bên kia, các bạn trẻ ồn quá. Đó, cho nên chơi những cái môn thể thao hành động là chỉ có mình tự quay cho mình thôi. Đó, hoặc là người khác quay cho mình và người đó cũng đang chơi cái môn giống như mình. Đó, thì gọi là camera hành động ha. Còn camera hành trình là những cái camera mà họ gắn trên xe ô tô hoặc là trên xe máy, xe mô tô gắn cố định ấy. Gắn cố định luôn, không có lấy ra lấy vào được, và xài điện của mình ắc quy. Và cái camera nó chất lượng nó rất là kém, thường là chỉ là full HD thôi, và chất lượng kém để đủ để mình nhìn thấy bảng số xe, để nhìn thấy những cái chi tiết trên đường đi thôi. Thì con này nó nằm một cái khoảng là thua những cái con Action GoPro đó rất là nhiều, tại vì giá của nó quá rẻ đi thì chất lượng của nó thua là điều hiển nhiên, nhưng nó vẫn nhỉnh hơn, tốt hơn cái chất lượng của camera hành trình các bạn. Cho nên các bạn sử dụng con này thì sẽ được hai việc: kinh tế
túi tiền mình có hạn. Đó, túi tiền mình có hạn, mình sử dụng con này để mình quay một vài đoạn ngắn, đi tour, đổ đèo, đồ chơi và làm camera hành trình, sẽ quay được một cái clip dài vài ba tiếng đó mà không nóng máy. Con này có thể cấp nguồn từ xe máy lên hoặc là từ pin sạc dự phòng trong túi áo khoác của bạn, ghim vào đây là sử dụng quay full luôn. Có thể dùng pin hoặc lấy pin ra đều sử dụng được các bạn ha. Đó, rất là tiện đó. Cho nên nếu các bạn nào mà có số tiền mà nhiều hơn cái 2.850.000 này ấy, thì các bạn có lẽ là nên có những lựa chọn khác. Còn nếu túi tiền của bạn chỉ nằm trong khoảng 2.850.000 trở lại ấy, thì các bạn hãy coi tiếp video để đánh giá cái chất lượng video của con này có vừa với cái nhu cầu, cái công việc của mình hay không. Vâng, ngay bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh chi tiết những cái menu ở trong này cho các bạn xem là nó có những chức năng gì ha. Vâng, mời các bạn xem cận cảnh đây. Tên SC4 ha. Có kết nối wifi với điện thoại này. Các bạn có thể dùng app để điều khiển hoặc là đào hình ảnh về. Ultra HD quay 5K. 5K nhưng mà chất lượng của nó thì cũng thường thôi các bạn ha. Khoảng độ Full HD thôi. Đó, một cái form rất là chuẩn. Bên phải đây là mình có cái loa này. Và bên trên đây là bấm giữ để mở wifi để kết nối với app. Và bên dưới đây bấm một cái để hoán đổi màn hình trước và sau. Nó có hai màn hình các bạn ha. Đó, màn hình trước là 1 inch, màn hình sau là 2 inch. Có cảm biến, xin lỗi, có cảm ứng. Đó, bên hông đây thì mình có khe thẻ nhớ, có cổng xuất HDMI các bạn. Mình có thể mua một cái cáp HDMI ha, mini, để kết nối bắn hình ảnh lên TV đồ khi mình đi chơi ở khách sạn. Và có cổng sạc Type-C. Đó, cổng sạc Type-C này, khi mình cắm vào thì bên hông đây nó sẽ có một cái đèn đỏ nhỏ xíu thôi. Đó, bên dưới đây là hộp đựng pin. Rồi bên trên đây mình có hai cái nút. Vâng, đây là micro. Đây là nút OK để bấm chụp hình và quay phim tùy theo bạn đang ở mode nào. Và đây là nút mode để chuyển đổi những cái mode chụp ảnh quay phim, hoặc là bấm giữ để mở nguồn ha. Rồi mình mở thử, mình bấm giữ 2 giây để mở. Đó, rất nhanh các bạn ha. Đây là màn hình sau. Đó, có cảm ứng. Đó, có cảm ứng này. Đó, có cảm ứng. Rồi nút back ra. Đó, nếu như các bạn cần sử dụng màn hình trước này thì mình bấm cái nút ở dưới này một cái ha. Nút dưới bấm một cái thì nó đổi lên màn hình trước này. Màn hình sau nó tắt đi. Đó, màn hình trước để mình selfie ha. Rồi bấm một cái nó tắt màn hình trước, nó đổi qua màn hình sau. Rồi, giới thiệu nhanh các menu của nó các bạn. Đây, mình bấm vào đây thì có chế độ quay phim này. Quay phim này, chụp ảnh này, chụp liên tiếp này, rồi timelapse vân vân. Rồi ghi hình trước này. Đó, nó 6 chức năng cơ bản. Rồi mình chọn quay phim đi, ví dụ vậy. Rồi mình bấm vào ở đây để zoom in zoom out này. Đó, nhưng mà cái zoom này nó không hiệu quả đâu bạn, nó không có đẹp đâu. Cho nên các bạn cứ bấm dấu trừ này cho nó về hết đi ha. Đừng có zoom gì hết, không cần thiết đâu. Rồi bấm vào bánh răng này. Đó, bên trên là độ phân giải. Đây, nó có chức năng quay thế này đây. 5K, 30, 4K, 60. Rồi Full HD rồi vân vân. Thì nếu như máy tính hoặc là điện thoại của bạn thẻ nhớ bạn bao la thì chọn tốt nhất cho tôi là 5K 30. Còn nếu máy tính mà điện thoại yếu, dung lượng thẻ ít thì chọn 4K 30 các bạn ha. Đó, 4K 30 là thông dụng nhất. Nó hoặc là Full HD, Full HD 30 ha, là thông dụng nhất. Đó, 4K 30 đi. Rồi chống rung, các bạn tắt hay mở. Màu cam là bật ha. Đó, nên nhớ là phải bật nha. Chống rung EIS. Rồi quay vòng lặp bao nhiêu phút thì dừng, vân vân. Bù trừ sáng. Ôi, cái này không cần thiết đâu bạn, cân bằng trắng. Đó, các bạn nào biết thì
nhìn vô là biết rồi. Còn bạn nào chưa biết thì cũng thôi, đừng có đụng vào, không cần thiết đâu. Khử cong đo sáng không cần thiết các bạn. Đó. Rồi định dạng tệp thì các bạn thể hai chọn, chọn một trong hai là MOV giống iPhone hoặc là MP4. Cài đặt thời gian, ngày giờ tháng năm cho nó. Rồi có muốn là nó hiện lên trên màn hình của mình hay không, trên video của mình. Rồi bấm vào cái bánh răng. Góc quay, mình cũng có 4 góc quay ở đây, nhưng mà sự khác biệt của nó không nhiều á. Mà con này góc thì nó cũng không có được rộng, cho nên mình chọn cái cực rộng đi nha. Rồi micro. Đây, các bạn chọn mic trong máy nha. Chọn mic trong máy là cái mic ở trên đây này, với lại bên hông này. Đó, còn mic ngoài này á là để sử dụng cho những cái mic tai xì có dây. Đó, các bạn có thể đặt hãng mua cái mic tai xì có dây này, mình ghim vào mình dùng. Còn bình thường mình chọn là trong máy ha. Rồi chế độ lặn thôi mình không cần đâu. Đó, cái tần số này này mình để tự động đi. Đó, tự động để nó đừng có bị chớp chớp ha. Rồi ngôn ngữ thì có nhiều ngôn ngữ, thôi mình chọn tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Thời gian, đó, định dạng ngày tháng năm vân vân. Rồi cái này mới là cái quan trọng đúng không ạ? Mic này. Đó. Thì các bạn có thể có sử dụng mic không dây này hay không? Nếu có thì bạn bật nó lên nha. Đó, bật nó lên và nó đang chờ ghép nối các bạn. Đó, chờ ghép nối thì tôi hướng dẫn luôn các bạn cách kết nối này. Đó, mình bấm cái nút nguồn bên trên này, mình bấm giữ 2 giây để nó mở lên. Đó. Nó đang chớp chớp màu xanh này là nó mới mở nguồn nha. Bây giờ bên đây nó đang chờ tín hiệu thì bạn bấm nút cái nút ở dưới này. À, lâu quá nó tự động nó tắt các bạn. Bật nha. Rồi nó chờ. Rồi sau khi mở nguồn xong mình bấm cái nút bên dưới này. 2 giây để cho cái đèn màu xanh biển đó, nó chớp chớp nhanh lên này. Đó. Nó chớp nhanh lên cái là nó kết nối được cái mic này, vậy là đã kết nối thành công này. Sau khi kết nối thành công thì cái đèn này nó đứng im ha. Nó không có chớp nữa. Đó, lúc này các bạn có thể sử dụng cái nguồn ở nút bên trên này. Bấm một cái nó ra xanh lá là đây là chế độ chống ồn. Nếu các bạn đang trong môi trường ồn thì nó sẽ là chống ồn. Chống ồn ha. Còn mình bấm một cái là đây là chế độ bình thường. Đó, mic ngoài hay trong là như vậy. Đó, là mình tắt hoặc mở ha. Thường là mình để bật. Thì khi mà mình đi ra ngoài, đó, mình cứ tắt cái này đi này. Đây. Khi mà kết nối với mic rồi á, thì các bạn nhìn ở đây, cái micro nó có hình, có hai cái giống như là hai cái râu hai bên ha, là kết nối với nó này này. Đó, kết nối với mic rồi thì cái micro có hình hai cái râu hai bên. Còn nếu như mà mic này các bạn đang ở chế độ tắt này, đó, mình tắt đi rồi á, thì cái mic này nó không có râu ha. Thì đây là đang thu bằng micro của máy, không phải của mic rời, không phải của mic không dây. Đó, cái mic này các bạn để ý cái hình này. Giờ mình mở lên này. Đó, lần thứ hai mở lên thì mình không cần phải kết nối gì nữa, cứ mở lên là tự động nó kết nối vậy. Đấy, nó hiện hai cái râu lên này, là đã kết nối với mic này. Thì các bạn dùng thì bật mic lên, không dùng thì tắt đi. Đây, có hai cái râu là đã sử dụng mic không dây. Còn khi mà mic không dây mình tắt đi, mình không dùng, thì cái mic này không có râu. Không có râu là thu bằng máy này. Rồi, cái micro này vậy là ok ha, là xong các bạn ha. Rồi, mình vào lại cái chỗ này. Rồi, mic ngoài rồi, chế độ lái xe thôi mình không cần dùng đâu. Nó có nguồn thì nó sẽ lên đó, rồi âm thanh này. Đó, tốc độ rồi âm lượng rồi vân vân. Đó, mình bật hết lên. Rồi lật ngược màn hình là sử dụng khi các bạn đang quay như thế này hoặc là quay ngược lại thế này. Khi mình lắp vào những cái chỗ nào đó mà mình không có nó thuận ra thì mình lật ngược cái màn hình ở đây lại. Rồi tắt màn hình. Những cái này thì dễ quá ha. Bao lâu thì tắt màn hình, bao lâu thì off máy vân vân. Đó, định dạng là định dạng thẻ nhớ ha. Đó, mình trong tháng 3 này là có tặng thẻ nhớ này. Thẻ nhớ xịn đó, các bạn mua thì được tặng thẻ nhớ. Rồi khôi phục cài đặt, rồi phiên bản vân vân. Đó, hãng
hãng này là hãng Techcam bạn ha, hãng Techcam, màu đen là SC4 đó. Thì menu của nó chỉ vậy thôi. Rồi mình bấm mũi tên này bắt lùi ra ngoài. Ở bên ngoài này thì mình nhìn thấy cái biểu tượng, cái hình giống như cái máy mà có hai cái râu hai bên ấy, là ý nó nói rằng là đã bật chống rung á. Còn nếu mình tắt đi thì nó không có hai cái râu. Và đây là pin, nó sẽ báo 4 vạch. Và đây là mốt quay hình camera. Đó, mình có thể chọn những cái mốt ở đây. Thông thường thì tôi chỉ quay phim thôi ạ, những cái khác thì mình cũng ít dùng lắm. Đó, cái chữ R này thì tôi không biết là R này là cái gì mà làm màu đỏ thế này. Các bạn nào biết thì chỉ tôi với. Chữ R là cái gì? Đó, bánh răng mình làm rồi ha. Cái zoom này các bạn để ý nha, nó zoom được tới 8x này. Nhưng mà thật sự thì nó chỉ khoảng độ 2x thôi. Và các bạn nhớ cho nó về bằng 0 nha, tức đừng để 1x mà để bằng 0 này, là chất lượng tốt nhất các bạn nha. Đó, sau khi quay phim xong rồi, các bạn muốn xem thì bấm vào cái nút play dưới đây. Đó, bên trên là video. Đó, mình bấm vào là nó sẽ có những cái video. Đó, nãy giờ mình quay video nãy giờ mình quay ở đây, màn hình cảm ứng các bạn ha. Đó, mình bấm play. Đó, để xem này. Đó, để xem này, bấm back lùi lại. Đó, back lùi lại. Và có thể xóa ở đây. Đó, bấm xóa. À, xóa. Còn về hình ảnh, bấm lùi lại. Hình ảnh thì mình bấm ở dưới đây. Đó, đây là những cái ảnh mà mình chụp nãy giờ. Đó, hình nào xấu quá mình xóa. Đó, thì mình bấm ở đây. Xóa. Ok. Đó, cái giao diện của nó là đơn giản như vậy thôi các bạn. Điểm thú vị là cái mic các bạn ha, có lọc ồn nha. Vâng, bây giờ mời các bạn xem một số đoạn video tôi quay test, tôi review. Đó, với những cái mic như thế này để chạy xe ngoài đường và quay những cảnh trong nhà thì chất lượng nó ra sao các bạn ha. Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ. Vâng, hiện tại tôi đang đeo cái camera SC4 các bạn. Đây, ngay chính trực. Đeo vào một cái kẹp thôi, rất là đơn giản các bạn ha. Đó, một cái kẹp giá 50k. Đó, tôi đeo chính trực ở đây. Đó, và bây giờ sẽ chạy xe máy làm vlog trên đường đi làm các bạn xem. Đây, ngoài đường nó sẽ chạy rất là nhiều. Và mình sẽ test thử chất lượng 5K3 và âm thanh của nó khi mà mình nói chuyện trực tiếp các bạn ha. Ok, let's go. Vâng, những hình ảnh và âm thanh các bạn đang xem và nghe là tôi đang quay bằng cái camera hành động. Tên của nó là SC4. Vâng, SC4. Danh tiếng từ trước đến giờ các bạn. Danh tiếng trong làng những cái camera, dòng camera hành động giá rẻ. Vâng, một cảnh quay ngược sáng rất là ấn tượng. Ok, bây giờ tôi sẽ dừng xe và lắp nó lên trên đây. Đó, và test micro không dây các bạn xem nha. Vâng, đây là cái camera SC4 đây. Đó, và cái cách mà tôi lắp lên chiếc Winner để quay ngược về, để quay thấy ở mặt của mình các bạn. Đó, cái cách lắp đặt là như thế này. Một cái cây bằng nhôm nối dài khoảng độ 25cm ha. Đó, và dán keo 3M khá chắc. Ok các bạn, bây giờ tôi đã gắn cái camera ở trên đây. Đó, quay lực về hướng mặt của mình nha. Đó, gắn lên chiếc Winner. Đó, như thế này. Camera mình lắp vào phía trước và quay lại thì nó sẽ như thế này. Và điều lý thú là âm thanh các bạn đang nghe là tôi có gắn cái micro ve áo ở đây, cái micro kẹp ở đây, micro không dây các bạn. Đây là một cái sản phẩm được đi kèm theo cái bộ combo của máy. Đó, và hiện tại bây giờ tôi đang đứng ở ngoài đường rất là ồn luôn. Đó, bây giờ mình test thử bật chế độ lọc ồn lên nha. Bây giờ đèn nó đang là màu xanh biển này, là không lọc ồn. Tôi bấm một cái, nó đã chuyển qua màu xanh lá cây.
đó, chuyển có màu xanh lá cây và bây giờ đang ở chế độ lọc hồn này. Đó thì các bạn thấy khi mà ở cái chế độ lọc hồn như thế này thì chất lượng âm thanh như thế nào, đó có sạch sẽ, có trong trẻo hay không. Mình test mic, vuốt, gõ, thổi. À, đây là chế độ lọc hồn các bạn ha. Rồi mình trả lại chế độ bình thường. Mình bấm cái nút bên trên một cái, nó chuyển qua sánh biển là chế độ bình thường. Đây là chế độ không lọc hồn. Vuốt, gõ, thổi. Ok, bây giờ mình sẽ chạy xe một đoạn thử xem sao. Nổ máy. Vâng, tôi đã nổ máy rồi. Đó, đang sử dụng cái micro không dây đeo ở cổ áo. Và mình tương tác, nói chuyện trực tiếp với các bạn luôn khi đang chạy xe. Vâng, đoạn này nó qua những cái mấy cái nắp cống. Mấy cái nắp cống nó hơi giảm sóc một chút. Bây giờ mình bật qua chế độ lọc hồn. Ok, tôi đã bấm qua màu xanh lá cây và đây là chế độ lọc hồn. Rồi các bạn thấy chất lượng âm thanh khi mà mình sử dụng micro không dây và có bật chế độ đèn màu xanh lá lên chế độ lọc hồn thì chất lượng như thế nào? Vâng, bên phải là sông, cho nên là sáng nay gió khá là mạnh. Hello. Vâng, một fan dọc đường. Vâng, bây giờ mình chuyển qua chế độ bình thường trở lại. Vâng, tôi đã bật qua chế độ màu xanh biển là chế độ không lọc hồn. Chế độ không lọc hồn các bạn, và mình cũng nói vừa đủ nghe thôi chứ cũng không có to lắm. Thường là những cái micro không dây này mình sẽ sử dụng để quay cái cảnh trong quán cà phê, cái cảnh review ạ. Còn chạy xe ngoài đường thì cũng ít ai sử dụng micro không dây lắm. Nhưng mà mình test thử một đoạn để các bạn xem khả năng của nó thôi ha. Ok, cái micro tôi đeo ở đây các bạn ơi. Đó, và camera đó tôi còn để trên nón đây. Đây. Ok, đi tiếp các bạn ơi. Âm thanh các bạn đang nghe là tôi có sử dụng một cái micro không dây được đi kèm theo cái combo này. Đó, cái camera thì tôi đang gắn ở trên cái đỉnh nón bảo hiểm đội trên đầu. Nón 3/4 đỉnh trên đỉnh đầu. Đó, và micro thì tôi đang đeo ở cổ áo, một cái micro không dây có cái kẹp. Đó, mình kẹp vào cổ áo vào đây. Và đang ở chế độ màu xanh biển, tức là không có lọc hồn. Không có lọc hồn các bạn ha. Đó, bây giờ tôi bấm vào chế độ lọc hồn thử này. Ok, đã bấm. Đó, bây giờ âm thanh đã được lọc hồn ở chế độ màu xanh lá cây. Đó, thì các bạn thấy ở chế độ này âm thanh đã được lọc sạch hoàn toàn. Đó, tuy nhiên rằng là tiếng của mình có thể đôi chút cũng méo mó các bạn ha. Nếu môi trường ồn càng nhiều thì tiếng của mình nó càng méo vì nó phải xử lý cái ồn nhiều. Còn nếu mà ồn ít thì tiếng nói của mình sẽ ok hơn. Đấy, đang ở chế độ lọc ồn. Nếu các bạn muốn có một chút âm thanh môi trường thì mình tắt chế độ lọc ồn đi. Ok, tôi đã tắt chế độ lọc ồn đúng không ạ? À, con này thì có một cái ưu điểm và cũng gọi là khuyết điểm là cái góc của nó, góc quay của nó thì không được rộng. Đó, cho nên là để mà quay camera hành trình hoặc là chạy xe như thế này thì nó có vẻ như nó hơi chật chội các bạn. Tuy nhiên đó, hình ảnh nhà cửa, cây cối, đường xá, xe cộ nó sẽ không bị méo mó, không bị biến dạng. Đó, ở với góc tiêu chuẩn, góc khoảng độ tôi nghĩ là khoảng độ 24 mm. Đó, thì nó sẽ ngay ngắn hơn, nó phù hợp với cảnh quay dưới đất các bạn. Đó, những cảnh quay trong quán cà phê hay là những cái cảnh quay mà không phải là cảnh hành động ấy. Đó. Tuy nhiên nếu các bạn cảm thấy thích cái góc này thì vẫn nên mua. Đó, cái góc của tôi đang đội trên đầu nên mình có thể quay qua phải này.
đó mình quay qua phải, rồi từ từ mình quay qua trái, đó quay qua trái. Thì công nghệ chống rung của camera này là công nghệ cổ điển rồi, đó, công nghệ AES, cho nên khi mà có những cái rung động mạnh và bất ngờ thì nó xử lý không được tốt cho các bạn. Còn nếu các bạn đã cố định được máy ở trên thân người, trên nón thì nó chống rung khá là ok đó. Nhưng mà ở những cái động tác mạnh bạo đó, ví dụ như mình quay mạnh qua phải, quay mạnh qua trái, hoặc ngước lên, ngước xuống, nhìn xuống đó, thì những động tác mạnh bạo như vậy thì nó sẽ xử lý không kịp. Ok, bây giờ tôi đang cầm máy trên tay và đi bộ các bạn ơi. Mình cầm máy trên tay và đi bộ đó, và test khả năng chống rung của nó các bạn ha. Đó, tôi đang đi bộ cầm trên tay, vừa đi vừa nói chuyện. Và những cái cảnh đường sáng mà nó gắt như thế này này thì nó xử lý không kịp các bạn. Và bên kia là trường Đại học Kinh tế, hôm nay là có lễ khai giảng, lễ trao bằng tốt nghiệp gì, cho nên là bán hoa rất là nhiều này. Tôi đang đứng ngoài đường, ngoài đường xe chạy rất là ồn các bạn ha, nó đứng sát vỉa hè luôn. Thì các bạn thấy khi mà cái chất lượng của cái micro không dây mà mình có bật lọc ồn lên thì nó rất là ok ha, nó rất là ok luôn, nó giảm cái tiếng ồn cho mình rất là nhiều. Đây cơ quan tôi làm việc ở đây. Buổi sáng thì hay uống cà phê ở đây, mọi lần thì nó vắng vẻ và nó chill lắm, nhưng mà bây giờ thì bên trái có một công trình đang xây dựng nhé, cho nên là công nhân rất là đông luôn. Ok các bạn, hiện tại tôi đang ở một quán quán ăn tên là Cạn Ly Quán. Ngầu chưa? Wow. Đó, bây giờ tôi sẽ đi bộ vào để test khả năng chống rung của con này luôn. Wow, đẹp chưa? Wow, hoành tráng quá. Quá hoành tráng. Ok các bạn, những hình ảnh các bạn đang xem là tôi đang quay bằng cái camera tên là SC4, có bật chống rung nha. Và âm thanh là tôi đang nói chuyện trực tiếp với các bạn thông qua cái thân máy và không có sử dụng micro. Tôi đang không sử dụng micro nha, mà sử dụng chính cái micro external của máy luôn, nó không có sử dụng micro. Thì các bạn thấy với cái khoảng cách mà xa một sải tay như thế này, nó xa một sải tay như thế này thì âm thanh mình có nghe được hay không, đó, ok không? Vâng, và hiện tại là tôi đã kết nối cái micro rồi các bạn. Đây là cái micro đi kèm theo của cái camera này đó. Thì bây giờ các bạn thấy chất lượng âm thanh ok không? Khi mà mình sử dụng micro ngoài, sử dụng micro không dây các bạn đó, khi mà mình sử dụng micro không dây thì mình tha hồ đi ra xa các bạn ha. Đó, bây giờ đó, mình đi ra xa thì chất lượng âm thanh là không hề thay đổi. Đó, mình đi ra xa thoải mái. Vâng, ở đây hôm nay chúng tôi có một buổi tiệc ở đây, đó, rất thoải mái khi mình có sử dụng micro. Vâng, quang cảnh ở trong quán thì hiện giờ cũng đang rất là ồn ào và có một chút nhạc đó, cho nên là mình sử dụng cái micro này rất là tiện lợi khi mà trong một không gian ồn ào. Vâng, đây là có con avatar vừa mới kết nối, vừa mới bay lên. Đó, các bạn nghe tiếng xè xè của motor không? Đó, tiếng xè xè của motor ha. Đó. Vâng, bây giờ tôi sẽ nãy giờ là mình không có bật chống ồn,
nó đang màu xanh biển đấy các bạn. Bây giờ mình bấm một cái để chuyển qua màu xanh lá cây. Và bây giờ là đang ở chế độ có bật chống ồn. Đó, thì các bạn thấy khi mà ở chế độ chống ồn như thế này, ở chế độ mình bật chống ồn như thế này thì chất lượng âm thanh như thế nào, chất lượng âm thanh sẽ như thế nào khi mà mình có bật chống ồn lên. Đó, tiếng nói của mình sẽ rõ hơn và âm thanh môi trường bên ngoài, đó, mọi người cười nói thì sẽ không còn tiếng ồn nữa. Đó, không còn bị tiếng ồn nữa. Đã bật chống ồn các bạn nha. Màu xanh lá cây. Đó, đèn trên này là màu xanh lá cây. Đó, trong những cái buổi picnic, những cái buổi party nhỏ nhỏ như thế này ở những cái quán ở trong thành phố Hồ Chí Minh này thì nó rất là ồn. Đó, thì các bạn thấy khả năng chống rung khi mà tôi đi qua đi lại như thế này và có sử dụng micro có bật chống ồn thì chất lượng âm thanh sẽ ra sao? Đó, có dùng được hay không? Vâng, lúc này thì trời đã sắp tối rồi bạn. Thành phố đã lên đèn rồi. Đây là những lời bình khi về nhà tôi xem lại video và vừa xem vừa phân tích bình luận thêm với các bạn. Đó, khi mà mình sử dụng cái camera này vào mục đích quay vlog, một cái máy quay rẻ tiền các bạn ha. Đó. Trong một bữa tiệc như thế này thì mình hoàn toàn có thể sử dụng cái camera này để mình quay. Vâng, với chi phí chỉ 2.850.000 thì chất lượng của nó gọi là tạm xài được thôi bạn, chứ nó cũng không có được đẹp các bạn ha. Nhất là khi mà trời tối như thế này. Đó, màu sắc thì khá là tươi tắn, rất là ok. Đó, nhưng mà độ nét của nó thì chỉ mức độ trung bình các bạn ơi. Nó không có được đẹp đâu. Đó, nó giống như là một cái điện thoại rẻ tiền các bạn ha. Nói chung là tại vì tôi sử dụng nhiều cái camera xịn rồi cho nên mình nhìn cái hình này thì mình thấy nó hơi xấu ạ. Đó, tuy nhiên là tiền nào của đó thôi. Vâng, da người cũng khá thật các bạn ha. Đó, cô gái rõ ràng là trắng trẻo hơn những người xung quanh. Đó, thì con này nó lợi thế hơn con GoPro là nó cái góc nó hẹp á, cho nên khi các bạn quay những cảnh như thế này này, nó không quá bị cong. Đó, không quá bị cong, không quá bị biến dạng. Lưu ý là các bạn là tôi đang test khi trời tối ha, và ở trong một cái quán nhậu, một cái quán ăn. Nếu các bạn thấy rằng cái chất lượng video không phải là vấn đề, không phải là vấn đề, chủ yếu là mình có máy quay mình bắt được những cái khoảnh khắc ha. Quay con người, quay mặt người là nó đẹp hay xấu là nó thể hiện lên rõ luôn các bạn. Mình quay vlog thì có những đoạn chạy xe, rồi những đoạn dừng lại ở những quán cà phê, những quán ăn. Đó, trong cái hành trình đi chơi, đi phượt của mình, đi du lịch thì mình quay như thế này. Đó, chất lượng các bạn thấy ban đêm ổn không? Nếu như các bạn quay 60 frame thì tôi nghĩ nó sẽ mượt hơn một chút. Vâng, lúc này thì trời tối hẳn rồi này. Trời tối hẳn rồi. Vâng, cái đèn nó hơi chớp chớp thì tôi không nhớ rằng là mình đã chỉnh qua 50 hẹt chưa, hay là để ô tô mà nó chưa được triệt tiêu hoàn toàn các bạn. Đó, các bạn kiểm tra lại chọn cái 50 hay 60 hẹt hay ô tô cho nó thích hợp các bạn ha. Vâng, quang cảnh buổi tối rất là đời thường. Hello các bạn, hiện tại tôi đang đứng trong một quán cà phê ở lầu 1. Đó, phía dưới là công trường quốc tế Hồ Con Rùa. Đó, Hồ Con Rùa này. Hôm nay là các sinh viên ra trường cho nên rất là đông. Rất là đông luôn. Đó, ở đây rất là ồn ào. Đó, và tôi đang test con SC4 có gắn micro ạ. Đó, có gắn micro đeo ở trên ngực á. Vâng, cái micro tôi đang đeo ở đây. Đó, khi mà ở trong một quán cà phê ồn ào như thế này, đó thì chất lượng âm thanh các bạn nghe có ok không? Đó, mình vừa đi vừa test micro ở ngoài này ha. Đó, rất là phê. Khi mà mình có micro như thế này thì khi mình đi ở trong quán ấy,
thì mình không cần phải nói lớn gì nhiều, mình nói vừa đủ nghe thôi, đó là đã có thể thu được tiếng rất là tốt rồi đó, ở ngoài kia. Vâng, hiện tại bây giờ tôi đang kết nối micro này và đang để máy rất là xa, khoảng độ 3 mét rồi. 3 mét thì các bạn thấy âm thanh như thế nào. Và bây giờ tôi test khoảng cách của mic ha. Tôi sẽ đi ra xa ngoài này. Đó, mình quay lưng lại và đi xa, đi xuống dưới đây. Các bạn nhìn thấy cái đầu tôi lú lên đâu này. Đó, mình đi xa ra ngoài này. Khoảng cách bên mét. Đó, khuất một cái bụi cây ha. Khuất một cái bụi cây luôn. Đó, và bây giờ tôi đi qua bên đây. Đó, cái nhà luôn. Đó, khuất một cái cột bê tông và hai cái cửa kính. Đó, thì chất lượng micro của con này rất là yên tâm khi mà mình quay những cảnh xa, khuất người, khuất lưng đó, và trong những cái góc ngách thì mọi thứ nó đều rất là ok. Đó, 3 mét. Vâng, mời các bạn xem thêm một số hình ảnh tôi quay vào giữa trưa nắng và đi bộ cầm máy trên tay ha. Đó, những nơi mà có những cái chi tiết, những cái đồ vật với nhiều màu sắc như vậy thì nó sẽ đẹp hơn. Vâng, cái khả năng chống rung của con này nó ổn khi mà mình đi thẳng quá. Còn mình mà lia máy, gọi là mình chuyển góc máy liên tục á, thì nó chưa có được ok lắm. Và khi mình đi bộ á, thì nó cũng ngập ngừng ha. Đó, cái này thì GoPro cũng chịu thua thôi. GoPro là cái máy xịn nhất bây giờ, mà nếu mình đi thì nó cũng nhấp nhô thôi. Đó, nhưng mà con này thì lâu lâu nó hơi bị giật một cái các bạn. Lâu lâu nó hơi giật một cái. Vâng, giữa trưa nắng và ở những nơi có quá nhiều chi tiết và đồ vật như thế này thì hình ảnh cũng tạm được các bạn. Đó, đây là hồ rùa này. Đi chơi thì đôi lúc mình những cái cảnh quay này mà mình lấy điện thoại ra mình quay á thì có thể nguy hiểm, giật mất cái điện thoại iPhone hay là cái điện thoại S24 của mình các bạn ha. Đó, thì mình quay bằng luôn cái con này thì cái máy này nó nhỏ xíu à, không ai để ý nó như đồ chơi vậy đó, cho nên nó an toàn hơn. Vâng, đi bộ thì nó hơi ngập ngừng quá các bạn, nó không có được mượt. Vâng, và đây là cảnh then chốt mà nhiều bạn hay hỏi này, khả năng quay đêm và đặc biệt là quay trong điều kiện khó là chạy xe. Đó, chạy xe thì nó sẽ tốc độ nhanh là một này. Đó, rung lắc do cơ thể người mình là hai này. Rồi ổ gà, rồi làm giảm tốc vân vân. Thì ban đêm tôi thấy nó xử lý chống rung khá là mượt. Vâng, tôi đang đeo ở trước ngực thôi. Đeo bằng cái kẹp á. Một cái kẹp nhỏ thôi. Giá 50.000. Đó, các bạn mà chạy UD, chạy êm dịu như thế này thì nó cũng khá là mượt. Vâng, đây là con đường Đồng Khởi, con đường đẹp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Con đường đắt giá nhất và sáng và đẹp nhất luôn. Đây là đường tôi đi làm về. Mình test thử trong điều kiện lý tưởng về ban đêm thì như thế nào. Vâng, bảng số xe rất là rõ. Vâng, với cái tầm giá 2.8 mà full phụ kiện thì tôi nghĩ quay đêm như thế này thì ngon hơn camera hành trình nhiều quá. Camera hành trình thì nó không được nét bằng con này đâu. Đó, nhưng mà so với Action Cam thì có lẽ đây là cái con máy rẻ tiền nhất mà tôi từng biết. Chắc không có con máy nào mà giá rẻ hơn con này. Cho nên là mình tùy theo cơm gạo bạn ha. Khả năng mình có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu thôi. Vâng, đẹp, ban đêm nhìn thế này thì cũng khá là ok. Nếu mà các bạn xem trên điện thoại ấy, thì thấy nó cũng ổn đấy. Còn nếu các bạn xem trên màn hình máy tính lớn hoặc là trên TV ấy, thì sẽ thấy nó vỡ. Nhưng mà chống rung thì ổn. Âm thanh thì mình đã test nhiều rồi. Bây giờ mình không có test âm thanh nữa, mà mình vừa coi video, mình vừa xem xét nó. Vâng, đương nhiên là máy giá rẻ thì cái dynamic range, cái phạm vi mà nó lưu giữ hình ảnh ấy, nó không được tốt lắm. Ở những vùng sáng có đèn thì nó cháy, và những vùng tối thì nó hơi bị đen. Đó,
và đặc biệt là nó hơi bị chớp 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 các bạn ha, nó hơi chớp nhẹ, hơi khó chịu một chút. Đó. Vâng, khu vực này nó hơi tối một chút này các bạn. Đó, chỉ có đèn đường thôi, đường thì rất là rộng. Đi vào qua nó cấm, tôi né được rồi. Đó, khu vực này khá tối. Thì nói chung là các bạn mua con này thì tôi nghĩ rằng là các bạn nên dùng nó làm camera hành trình thì nó phù hợp hơn. Còn các bạn hoặc là làm vlog rẻ tiền ha, mua con GoPro đời mới bây giờ thì cũng cả chục triệu các bạn, hoặc là những con của DJI nó Action 3, Action 4 khá đắt tiền, 7-8 triệu. Và những bạn mới chơi và không có máy tính để biên tập, nó chỉ có điện thoại thôi, thì con này nó video nó nhỏ nhẹ, nó làm clip trên điện thoại nó dễ dàng. Và cũng có clip mình sẽ kết hợp những đoạn nào mà mình có quay được bằng điện thoại ở trong nhà nó an toàn thì mình quay, còn đoạn nào ngoài đường thì mình dùng cái cam này vừa làm cam hành trình khi mà quay 3-4-5 tiếng liên tục ha, hoặc là để quay vlog, mô tô vlog ấy. Đó, quay những đoạn ngắn ngắn đi ngang qua những thành phố, những đoạn nào cần quay để lưu niệm thì không thể nào mà móc điện thoại ra được, thì mình dùng cái máy này mình có thể gắn trên xe hoặc là gắn trên nón, trên nó, trên mũ của mình. Vâng, đây là cái đoạn đường cực kỳ tối này. Đó, gần về tới quận 8 nhà của tôi này, cái đoạn này nó rất là tối luôn, hầu như là cả 100m, 50m mới có một cái đèn vàng vàng, đèn đường nó không được sáng lắm đó. Đó, thì các bạn thấy khi mà thời tiết ánh sáng nó khắc nghiệt thì chất lượng nó như thế nào. Thật sự thì nó cũng không có vỡ nhiều hơn đâu. Đó, nhưng mà chất lượng của nó gọi là sao ta, ổn định các bạn, xấu nhưng mà ổn định, đều à, nó không đến nỗi tệ lắm. Đó, đây là cảnh trong nhà ban đêm của nhà để xe. Vâng, coi clip cũng vui mắt các bạn ha. Rồi, khi các bạn muốn kết nối cái này với điện thoại thì các bạn bấm nút bên trên này, bấm giữ 2 giây thì nó sẽ báo rằng là wifi đã bật, thì các bạn mở điện thoại lên đó và vào cái wifi eSmart DV này nè, và bắt buộc là từ 1 tới 9 tới 0, là cứ để như thế này, kết nối bằng app là mình sẽ kết nối với điện thoại đó, rồi tắt đi, ở đây tắt đi là không có kết nối với lại điện thoại nữa. Vâng, sau khi bạn đã bật nút wifi ở trên cái camera rồi thì các bạn vào wifi ở đây đó, mình sẽ chọn cái wifi có tên là eSmart DV ha. Đó, mình chọn nó. Đó, xong rồi mình ra ngoài. Đó, mình cài cái app có cái tên là eSmart DV2 này, màu đỏ đỏ này. Đó, mình bấm vào app này. Rồi, nó sẽ tự động, nó thấy cái máy của mình ở trên đây. Mình bấm vào ở trên cùng này, cái máy eSmart DV. Đó, mình bấm vào, nó sẽ tự động kết nối. Vâng, đây là cái giao diện của cái app này. Đó, bên trái là có báo pin nha. Đó, bên phải là khung hình quay này, quay bao nhiêu ca. Đó. Ok, video chắc cũng quá dài rồi ha, tôi tâm sự các bạn và review bạn xem chi tiết cái con SC4 này rồi. Nếu các bạn cảm thấy chất lượng của nó, giá tiền của nó phù hợp với lại mình, phù hợp với lại cái công việc, cái nhu cầu mà mình cần đó, thì các bạn có thể bấm vào phần mô tả của video. Bên trong có sẽ có cái link dẫn tới shop, dẫn tới shop. Đó, các bạn bấm vào để cập nhật những cái giá mới nhất ha, và đặt hàng cho một con. Vâng, link bán hàng nằm trong phần mô tả của video, hoặc là ở bình luận số 1. Bình luận số 1 cũng có cái link. Đó. Ok, chúc các bạn sớm sở hữu được con SC4 này. Đó. Và hãy khoe với tôi những thước phim mà các bạn quay được từ nó nha. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe.